Alo. Không. Alo, không biết là có nghe rõ không? Kỳ này gắn cái tai mà không nghe nữa thì thôi chứ biết sao giờ. Nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ không? Alo, nghe rõ không? Rồi nghe được không? Cái này nữa không nghe nữa thôi chứ cũng biết sao á. Gắn cái này vô thì chắc là nghe rõ ha. Tại vì bỏ cái tôi bỏ cái bao ở ngoài đó. Chắc là gắn cái này vô nó nghe rõ nhưng mà nó hơi bùng sùng, không biết để xa thì có nghe không ta. Nghe rõ rồi đúng không? Bây giờ á thì tôi nói bữa nay đó thì tôi sẽ bàn về thuốc ha, thuốc mà trong Covid đó bây giờ nó quá sức là lung tung đi nha. Rồi nó nhiều cái biện pháp khác nhau nha. Nó nhiều nhiều cái biện pháp khác nhau thành ra nó rất là lung tung. Nhưng mà trước khi tôi nói á, tại vì có rất là nhiều người hỏi về CT có nghĩa chứng tỏ là cái trình độ về Covid á nó cũng đang được nâng cấp dữ lắm, nâng cấp dữ lắm. Tại vì nên người ta biết được nhiều ha, ta biết thế nào là test nhanh một vạch hai vạch, rồi biết thế nào là CT, rồi biết thế nào là đường lây. Xét cho cùng thì nó cũng nâng cái kiến thức lên một chút ha. Thì test nhanh thì tôi đã làm một cái video rồi ha, nhưng mà tôi nói nhanh thôi. Thì cái test nhanh đó khi mình thấy cái vạch T nó đậm á, thậm chí nó đậm nhanh lắm, vừa mới đợt nhỏ cho nó đậm lên là nó sau đó nó lên cái vạch vạch C mà mờ thôi, là thường thường cái nồng độ nó khá là cao ha, khá là cao. Rồi mình chữa thời gian cái đầu không phải là mình chữa mà mình để nó tự hết thời gian bắt đầu nó mờ mờ xuống và thậm chí nó biến mất luôn. Thì cái CT là cái gì? Cái CT là cái vòng ha, cái số vòng mà mình chạy cái máy PCR đó, cái test PCR đó để mình tìm ra virus. Thì nó càng ít vòng mà nó ra đó thì chứng tỏ nó có nhiều virus, thế thôi nha. Nó chỉ còn nó cũng chả có gì đặc biệt, nguyên tắc của nó vậy. Thành ra nó chia làm 3 mốc. Mốc thứ nhất là dưới 20, thứ hai là từ 20 tới 30, và cuối cùng là từ 30 trở lên. À, từ 30 trở lên thì trên thế giới người ta cũng dựa theo cái đó để người ta tính toán là nó lây nhiều hay lây ít nha. Cái thời gian đầu á, cái thời gian đầu mà mấy cái chủng trước á thì làm mà thấy cái người dưới 20 là hiếm lắm, dưới 20 hiếm lắm, nhưng mà bây giờ đa số là dưới 20 là nhiều ha. Thường thường là bệnh mà mấy ngày đầu nó dưới 20 nhiều lắm, ngoại trừ trường hợp cái người đó người ta chích ngừa rồi á thì có thể ngay khi bệnh người ta trên 30 luôn, đặc biệt là chích hai mũi trên 30 luôn. Cho nên mình đừng có lấy gì làm lạ mà bây giờ sao nhiều người dưới 20 quá. Chiếu dưới 20 là sao? Là chứng tỏ là cái nồng độ mà virus ở trong họng của họ rất là nhiều, rất là nhiều. Mà nguyên tắc của nó là như vậy, nguyên tắc của nó là phải nhiều vậy. Tại vì cái chủng Delta nó nhiều lắm, nó lây ghê lắm, nó nhiều cho nên mình thở nó mới ra, mình cứ 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 thở là nó ra chứ không cần phải phải nói hay là hắt hơi xuống mũi nữa đó. Và lúc đó thì mình phết phết ra chứ nó đừng có nó phết sai nó. Tại vì cái người nó nhiều lắm, ngoại trừ cái người mà sức đề kháng họ tốt lắm hoặc là họ mới bị, họ chưa có tăng nồng độ virus lên được, cho nên đa số mình làm ra mình thấy dưới 20 nhiều lắm. Chứ còn thời kỳ đầu là dưới 20 là ít lắm, tại lúc đó cái nồng độ virus nó không nhiều ha. Thì đối với cái người bình thường á, đối với người bình thường á thì cái chỉ số mà dưới 20 hay là từ 20 tới 30 á hoặc là trên 30 á thì theo tôi nó không phải là vấn đề gì tiên lượng đâu, nếu mình là cái người bình thường. Tại mình nhiễm là nó nhiều lắm, ngoại trừ trường hợp mình được chích ngừa thôi à. Còn tuy nhiên cái người mà yếu tố nguy cơ đó, yếu tố nguy cơ đó, thì người ta có tính toán tới là dưới 20 á thì có khả năng nặng, còn từ 20 tới 30 á là nó trung bình, còn trên 30 là thường nó nhẹ. Nhưng mà có những người lúc đầu thì nó trên 30 vậy là mới bệnh, nhưng mà sau đó nó lại xuống rồi xong nó lên lại đó, thì cái đó là nó rất là bình thường à.
nó rất là bình thường đó. Thành ra mình có thấy dưới 20 mình đừng có hoảng. Theo tôi có nhiều người hoảng dữ lắm, nói trời ơi sao em nghe nói là dưới 20 là ghê lắm, không phải nó lây nhiều thôi ha, có người người ta cũng cũng vượt qua hết à. Cho nên mình đừng nghe dưới 20, chỉ những cái người rất là đặc biệt thôi, chứ đừng có suy nghĩ là dưới 20 thì nó sẽ phải ghê gớm lắm ha. Đừng có suy nghĩ đó làm gì ha. Cho nên mình thấy cái đó để mình biết nó lây nhiều thôi, và bây giờ lại ít ra nhiều đó, thì mình cũng phải phòng ngừa cho những người xung quanh. Chứ mà đừng nói bây giờ tôi là trên 30 tôi lây ít lắm, tôi đi thoải mái, không nên vậy, không nên vậy. Thứ hai là có những người mà trên 30 người ta cho mình về đó, đó. Thì có khả năng xảy ra là nhiều khi mình làm đi làm lại nó lúc nhảy lên hai mấy ba mấy xuống, rồi có nhiều người cũng rất là bối rối ở cái chỗ là bây giờ sao tự nhiên em mới 30 cái em 35 cái hôm qua hôm kia làm lại nó còn 29, thì cái mồ đó suy nghĩ làm gì. À, miễn sao mà mình không không có triệu chứng thì thôi, hoặc là mình đã kéo dài 5 7 ngày 10 ngày rồi nó đang đang ổn định thì mình đừng có suy nghĩ lung tung ha, đừng có suy nghĩ lung tung, nhớ là như vậy đó, đừng có suy nghĩ lung tung. Rồi bây giờ tôi sẽ nói qua cái thuốc trước ha, rồi tôi sẽ lời mấy các bạn cứ để mấy câu hỏi đó đi rồi tôi giải thích cho, tại vì nè, mấy câu hỏi này nó cũng thường thôi. Thứ nhất á, chúng ta biết á, là cái sự hỗn loạn về thuốc á, cái sự hỗn loạn về thuốc á, nó không phải là chỉ có ở Việt Nam không đâu, à, không phải ở Việt Nam không đâu, mà tất cả các nước cái thời kỳ đầu tiên nó cũng hỗn loạn như vậy, bởi người ta quá lo lắng về cái bệnh này để người ta tìm thuốc tùm lum hết, à, tùm lum hết đó. Đó. Và cái chuyện tìm thuốc này nó không phải là mới do virus sạc này đâu, do virus sạc cấp 2 mà COVID-19 này đâu. Nó đã từ cái thời bị sạc ha, từ cái thời bị con mà MERCOVI mà Trung Đông á, nhưng mà kỳ này nó đánh toàn quốc toàn thế giới hết, thành ra là người ta tìm thuốc lung tung. Nhưng mà cho tới hiện nay là đã gần 2 năm rồi, cho nên cái thuốc nó rất là ổn định, nó rất là ổn định ha. Cho nên các bạn đừng có đi tìm cái thuốc gì nữa ha. Những cái mà trong phác đồ của Bộ Y tế là gần như là nó không thêm gì đâu, gần như không thêm gì đâu ha. Ví dụ như là bị trên mạng mình nghe cái thuốc đông y gì đó, rồi nó là cái thuốc chloroquine gì đó, rồi thậm chí là những cái thuốc kháng ký sinh trùng gì đó, là trên thế giới họ bỏ hết rồi, bỏ hết. Tại hồi đầu người ta có nghiên cứu nhưng mà sau đó người ta thấy nó chả có làm gì được con siêu vi đó ha. Ngay cả mấy ông tổng thống Mỹ ông cũng xài lung tung nhưng mà cũng không có gì. À, thành ra các bạn đừng nên tìm một cái gì mà nó không có trong phác đồ của bộ hay là phác đồ của sở, đừng có tìm. Và đặc biệt là Mỹ người ta cũng không xài đâu, là tại vì 2 năm nay rồi những cái thuốc đó nếu mà nó có tác dụng á thì nó đã được đưa vào rồi. À, cho nên thế giới người ta bị đánh chập te tua hết mà tại sao người ta không xài, và người ta có rất là nhiều kinh nghiệm để người ta xài rồi. À, rất là nhiều kinh nghiệm người ta xài rồi thì người ta bỏ hết rồi, thành ra mình đừng mình đọc cái gì lung tung lang tang làm gì nha. Thì tôi nói rõ ra đó, cái thuốc để mà chặn con virus đó hiện nay có 2 món thôi mà trong phác đồ của bộ có, mà 2 cái món đó rất là khó xài nha. Đó là ramdesivir nha, rồi monopiravir đó. Thì 2 cái đó mình đừng có hòng mình tím ở ngoài, đừng hòng kiếm ở ngoài, không có đâu. Tại vì hiếm lắm thì cái người đó không phải là quan hệ thế nào đó mới có được cái thuốc đó. À, tại vì cái thuốc đó khó xài lắm, sắp tới đây có thể nó có thì người ta sẽ phát cho mình để mà trong nghiên chừng cái nhóm đặc biệt thôi. À, thành ra mình đừng có trông chờ vô cái thuốc đó làm gì. Hiện nay trên thế giới trên trên mạng nó có rất là nhiều cái món người ta chỉ ha. Cái gì mà đông y rồi cái gì mà thuốc gì mà cái chữ méo méo của Nga đó tôi không biết ha. Tại vì nếu mà nó có tác dụng là cả thế giới xài chứ không bao giờ mà chỉ có đưa qua Việt Nam xài, không có. Thành ra các bạn đừng có mua, mà tôi biết cái thuốc đó là tới 2 triệu mấy một liều luôn, một hai hộp mà 5 triệu luôn, phải hết sức cẩn thận, nó không giúp được gì đâu. Mà đúng là có bệnh thì vái tứ phương, à, có bệnh thì vái tứ phương, nhưng mà cái đó nó quá phí, à, và thậm chí mình không biết được cái trong đó là cái gì, nó có tác dụng phụ tùm lum tùm la nữa, à, cho nên tất cả những cái biện pháp khác là hỗ trợ. Chỉ có 2 cái thứ thuốc mà tôi nói lúc đầu là nó có thể kháng virus được thôi, và nó được có là nó được được chứng minh rõ ràng qua một thời gian dài, cho nên đừng có hy vọng một cái thuốc gì khác hết đó, đừng có hy vọng một cái thuốc gì khác nha, đừng có nghe, tại vì nghe là hại thân thêm
Đó là cái thuốc dùng chung. Thứ hai là cái thuốc hạ sốt rồi giảm đau, thì thuốc ho rồi thuốc đau bụng rồi thuốc tiêu chảy rồi thuốc an thần cho nó ngủ dễ chút, thì nó thuộc về kinh điển, nó cũng không có gì mới đó, không có gì mới. Chẳng qua là mình quá lo lắng về cái đó thì mình cứ uống lung tung lang tang. Theo tôi thì rồi thuốc bổ cũng vậy thôi, hai cũng uống vừa phải thôi, đừng có uống nhiều quá. Cái quan trọng nhất là cái cơ thể của mình đó, nó sẽ tự vượt qua. Cái thuốc thì nó có cái nhóm thứ ba, cái nhóm thứ ba đó là kháng sinh, kháng sinh rồi kháng viêm và chống đông. Thì ba cái này rất là khó xài nha. Mình đừng có xài ngay từ đầu, tại vì ngay từ đầu trong vòng 3 tới 5 ngày đầu á là coi chừng là mình xài vô nó hại thêm. Là bởi vì sao? Lúc đó là cơ thể mình đang cần sức đề kháng để mà kềm cái con virus lại, cho đừng nhân lên nhiều, đừng nhân lên nhiều. Tại vì nếu nó nhân nhiều là nó sẽ hại mình, mà cái sức của mình lúc đó chỉ có mình hoặc là vaccine thôi. Dù mình có chích vaccine rồi á thì nó sẽ kèm con virus lại bằng cái kháng thể của mình tạo ra, ha, bằng cái kháng thể của mình tạo ra. Chứ mình đừng có nghĩ là mình xài kháng viêm lúc đó hay là mình xài kháng sinh lúc đó là nó kèm được virus, không phải đâu. Tại vì sau đó mình xài nó sẽ không được, tại vì thuốc nó xài có 5-7 ngày thôi mà sau đó mình xài không được. Cho nên theo tôi là 3 tới 5 ngày đầu đừng có làm cái gì, đừng có bàn tới cái chuyện là kháng sinh hay là kháng viêm hay là chống đông gì hết. Nè. Và từ ngày thứ tư thứ năm trở đi mình mới suy nghĩ tới cái đó, bởi vì suy nghĩ tới cái đó là phải có người hướng dẫn, phải có người hướng dẫn. Chứ còn có nhiều người tôi thấy là bây giờ nó chế ra rất là nhiều cái loại, ví dụ như kháng sinh đu uống ngay từ đầu, muốn có nhiều cái loại lạ lắm. Có thể là các bạn mua không thấy, mua không có thì có thể mua thêm, nhưng mà lúc mình quyết định xài cái gì là mình phải xài cho đúng. Rồi đưa ra một cái dọc thuốc rất là nhiều mà cứ uống mỗi ngày như vậy là không nên, không nên nha. Không sốt thì không uống thuốc sốt, không nhức mỏi thì không uống, nhức mỏi mà chịu được thì không uống thuốc nhức mỏi, không ho thì không uống thuốc ho, không sổ mũi thì không uống thuốc sổ mũi, không đau bụng tiêu chảy thì không uống thuốc chảy. Lúc đó chỉ cần uống thuốc bổ thôi. Muốn thuốc bổ thì uống thông thường thôi, đừng uống tối, uống tối ngủ không được. Mình phải nhất quyết là phải như vậy. Chứ còn tôi thấy là nhiều người đưa cho tôi một cái danh sách thuốc 7-8 loại, 7-8 loại mà các bạn có thể tưởng tượng mình uống 5 ngày 6 ngày liên tiếp làm sao cái bụng mình chịu nổi. Rồi sau đó mình lại tiêu chảy, mình lại tưởng tượng là do Covid tấn công vô ruột, rồi sau đó mình đau bụng. Tại uống nhiều quá đau dạ dày luôn, đau dạ dày luôn, thì lúc đó mình lại tưởng tượng là con virus này nó đã hoành hành cái dạ dày của mình. Thành ra có cái vụ đó. Thứ hai là tôi thấy là nhiều người quá sợ hãi cái sốt đi, quá sợ hãi cái sốt. Sốt là cái chuyện cảm, mà nó phải sốt, nó en en 38 độ cũng đè rồi uống thuốc, uống liên tục liên tục. Bởi vì mình trong suy nghĩ cái đầu mình á là nó không sốt là nó bớt, nó không sốt là phải tự nó không sốt, chứ không phải là nhờ mình uống thuốc nó không sốt là nó bớt, không phải vậy. Đừng có căng thẳng quá cái chuyện sốt. Nếu nó trên 38 độ 5, 39 độ thì mình uống là đúng. Chứ còn mình mới thấy giờ nó nhích lên là mình lâm uống rồi, là không phải chữa bệnh. Tại vì cơ thể của mình nó cần phải sốt để nó kềm hãm virus lại. Mà mình cứ tưởng là mình làm sao mình cho nó hết sốt nghĩa là nó hết bệnh, không phải vậy. Tại vì phải tự nó hết sốt thì nó mới gọi là hết bệnh. Còn đằng này mình thấy là mình dập kháng thuốc sốt vô. Mà tôi thấy có nhiều người á uống thuốc á, uống thuốc tới cái mức á mà nó lạnh người luôn, còn có 35 độ 5 mà. Tại vì mình cứ uống hoài, mình cứ uống nữa ngày 3 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, uống ngày nào uống hết mà không biết là mình cập nhiệt độ như thế nào. Đó, mà cái đó là sai lầm nhiều nhất hiện nay khi mình uống thuốc. Thậm chí là mình uống đến nỗi mà người mình lúc nào cũng đượm mồ hôi hết. Thì như vậy làm sao được? Lúc nào nó cũng ỉ mồ hôi, tại vì nguyên tắc của thuốc sốt á, nó muốn hết sốt là nó phải toát mồ hôi ra thì nó mới hết sốt. Cũng giống như ông bà mình đi xong nó sốt nhẹ, ông bà mình xong cái bắt đầu nó toát mồ hôi ra là nó làm hạ cái nhiệt độ xuống. Rồi mình uống nước vô bù lại. Đằng này uống thuốc quá nhiều, thật sự tôi nói không biết là tại sao mà cái đợt này người ta uống thuốc sốt dữ gì như vậy, không biết đó. Phải sợ lắm sao. Cho nên theo tôi, nó tóm lại nhé, thứ nhất á, có cái gì hay uống cái đó, bởi vì cơ thể mình nó hiểu hết,
À, cơ thể mình không bắt mình ho tới mức uống thuốc thì không cần uống thuốc. Cơ thể nó bắt mình sốt không tới mức uống thuốc thì đừng uống thuốc sốt. Và khi hết sốt mà tự nó hết sốt là mừng. À, chứ không phải nhờ mình uống thuốc sốt mà nó hết. Không phải. Đó là do tự cơ thể mình đã kềm được con virus rồi, nó không có kích thích lên hệ thống để làm sốt để diệt virus nữa, là mình tự mình bớt. Chứ không phải nhờ mình uống thuốc sốt vô mình hết sốt nghĩa là mình bớt. Cho nên mình đừng có cái tư tưởng là bằng mọi cách uống thuốc cho nó hết sốt là hoàn toàn sai, mà hiện nay nó rất là sai lầm nha. Rồi mình mới hơi sốt một chút thôi là mình hoảng lên, mình nói tại sao nó không chịu hết sốt, mình uống cho nó hết sốt. Không phải, hết sốt là do cái người mình. Cho nên cái chuyện thuốc sốt là chúng ta phải coi lại. Còn thuốc ho, thuốc sổ mũi, thuốc đau đầu gì cứ uống như bình thường thôi nha. Đừng có căng thẳng lắm về cái chuyện uống thuốc. Còn kháng sinh là khi cần mới uống, à, kháng viêm là khi cần mới uống, chống đông là khi cần mới uống. Ngoài ra không có cái thuốc gì mà nó phụ thêm được hết đó, à, không có thuốc gì mà phụ thêm được hết đó. Đó, thành ra tôi nghĩ là và cái thứ hai là tôi cũng thấy rất là lạ là thuốc mà người ta ghi trong toa đó là mình khoái uống lắm, cứ dập vô cứ dập vô cứ dập vô, trong khi cái thuốc chính mình đang bị bệnh lại bỏ ra. Ví dụ đang uống thuốc huyết áp lại để dành ra để mà uống cái thuốc kia, trong khi cái kia không có lợi. Đang uống thuốc tiểu đường để dành ra uống mấy cái thuốc tào lao này trong khi mình không có triệu chứng gì hết. Vậy làm sao mà mình hồi phục được? À, thuốc mình đang sử dụng là mình phải vẫn sử dụng. À, uống cái thuốc kia thì uống kèm cho thôi, ngoại trừ hai cái đó là một thì mình bỏ ra. À, ví dụ như có nhiều người bình thường là chóng mặt nhức đầu, bỏ cái thuốc đó ra đi uống cái thuốc kia, bây giờ nó tiếp tục chóng mặt nhức đầu làm sao được. Mình ví dụ mình rối loạn tiền đình đi đúng không, là mình đã khó ngủ rồi, mình bỏ cái thuốc đó ra uống para ra cái ra, vậy là sai. Nếu nó đúng nhức đầu thì nếu đúng sốt thì mình uống thuốc sốt thôi. À, thành ra tôi thấy là cái thuốc hiện nay mọi người uống lung tung quá, đó là sự hoảng hốt. À, sốt mà còn chịu được là nó không là cái đinh gì đó. À, tại vì cảm là nó phải sốt, chống chọi là một cái siêu vi, hay là chống lại là một cái vi trùng là nó phải sốt. À, cái quan trọng nhất trong cái bệnh Covid này á, là cái nồng độ oxy trong máu, cái quan trọng nhất thôi. À, nồng độ oxy trong máu mà tôi thấy rất là nhiều người không có cái đó mà hỏi tôi bây giờ làm sao. Tôi làm sao bây giờ, đúng không? Mình không có cái đó làm sao mình đoán được là mình do mình bệnh thiếu oxy hay là do mình tinh thần mình nó thấp xuống, nó hoảng sợ hỏi tôi cũng chịu chết luôn. Nó bây giờ không có SpO2 sao tôi làm, tôi đâu thôi làm theo phương pháp Ấn Độ được, nghĩa là ấn 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 xong độ, ấn 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 xong độ, nghe nghe xong độ, đâu có được. Nó phải có cái nguyên tắc của nó để mình quyết định làm như vậy được. Thành ra cố gắng làm sao á, mượn hay mua một cái đo SpO2. Thật sự cái đó nó không phải là quá khó để mua đâu, cái không phải nó quá mắc đâu, và nó cũng ít khi nào nó sai lắm. Mình sợ sai thì mình cặp vô tay mình, xong mình cặp vô tay người nhà mình. Đó. Nhưng mà mình đừng có cặp hoài. Thí dụ như mình mới mua về mình có lo mình cặp không cặp hồi nó hết pin luôn, lúc cần nó lại hết pin không có cặp được. À, thành ra thuốc là như vậy nha. Tôi nói là đừng có căng thẳng quá. Còn thuốc mình để dành để làm gì, thuốc mình để dành làm gì thì có khả năng là sắp tới đây á thì thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ làm những cái túi thuốc. À, túi thuốc để mà cho những cái người mà F0 á, người ta giữ ở nhà và chuẩn bị sử dụng, thì gói gom lại nó cũng là sốt sốt vitamin C rồi. Có thể thêm mấy cái thuốc ho thảo dược rồi cái thuốc chống đông mà là corticoid, thì nó tùy tùy người người ta xài hết. Chứ lúc đó người ta cũng chưa bỏ kháng sinh như nữa, tại khi cần người ta bỏ kháng sinh thôi. À, thì hy vọng là nói như vậy á, thì chúng ta hình dung được là đừng có xài lung tung quá. Thứ hai là lúc hết bệnh rồi mình làm cái gì. À, lúc hết bệnh rồi á, thì nó có nhiều cái tư tưởng rất là lạ. Cái tư tưởng là không dám ăn. Lúc bệnh á, thì muốn ăn thì không ăn được, lúc hết bệnh lại không dám ăn. Kiêng đủ thứ trên đời hết, kiêng đủ thứ trên đời không được, cứ ăn như bình thường. Thứ hai là hút hết bệnh á, lại tưởng tượng nhiều hơn lúc bệnh nữa. Tại lúc đó khỏe nè, mà suy nghĩ rất là xa, suy nghĩ là bây giờ thở của nó làm sao, nghe đọc nghe thấy cái này. Lúc đầu mình đang bệnh mình đâu có đọc, lúc đầu lo chích mồ luôn, đọc bắt đầu hết bệnh đọc nha, đọc là bây giờ có ông kia ông thở vậy ông mệt mệt này ông tự nhiên sao ông nhanh quá vậy đó. Thật sự tôi nói thật, nhanh quá là do mình không đo SpO2. Tới hồi mình có cái bệnh này nó vậy đó, mình
đa số là đúng, là người ta nói với tôi là sao mẹ em là có 85 thôi, nhưng mà bà cụ nhất quyết là bà nói bà tao không có bị gì đó. Tại vì những người đó là khi 60 họ mới biết, mà 60 là trễ lắm rồi, 60 mà biết là coi như là xong rồi đó. À, thành ra có nhiều người nói không nghe luôn, nói người lớn không ra tao có bị gì đâu, mà tại sao mà tụi bay cứ nhau nhau lên đó. Đó thì có những người lớn vậy đó, mình đo mình mới biết, chứ còn nếu mà mình nghe theo cái người mà bệnh á là mình không biết được. Lúc mà người ta bắt đầu thở hốc 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 là người ta mệt lắm rồi. À, thành ra cái đó là phải có, không làm sao khác được. À, còn cây cập thủy nữa, có nhiều không có cây cập thủy đâu, nó sao em biết em sốt, em sợ sợ em nghi nghi là em sốt muốn trời ơi giờ em sao mà biết được, mình uống thuốc hoài sao được. À, thì mấy cái tối thiểu đó mình phải có đó, thì cái đó là thuốc như vậy, đừng lung tung lắm nha. Tôi biết là thí dụ như là có người ngờ cho thuốc kim trùng, có người thì cho kháng sinh rất là lạ, có người thì cho thuốc sốt rét, có người thì cho thuốc nam, có người cho những cái loại thuốc mà tôi không nói đây được, tung tung lắm. Rồi cái gì thuốc kháng virus mà nhập ở bên ngoài về không có, không có được đâu, không có hiệu quả gì đâu, đừng có nằm mơ. À, tại vì bộ y tế mà biết hiệu quả là cho bộ y tế phải lo cho dân, người ta đưa vô rồi hả, mà nhìn cái phác đồ của bộ, người ta đâu đưa cái đó vô đâu, sẽ tự nhiên mình ôm mình xài gì. À, thành ra hết sức bình tĩnh đó. Rồi bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi. À, thông thường SpO2 á là nó dưới 95. À, dưới 95 là mình phải lo, là mình tập thở. À, mình an cái tinh thần mình lại, thay đổi tư thế nằm. Nếu nhà có oxy thì mở cái máy nó lên cho nó chạy oxy. À, mà chúng ta nhớ là đã thở oxy là đừng có thở một hai lít làm cái gì. À, tôi thấy có người mở ra con lít à. Lít sao mà ăn thua gì, con lít là của người lớn mà, của con nít mà nó mới đẻ đó, nó mới thở 1 lít. Còn người lớn mà phải 5 lít, mà cái đợt Covid này cái tới 15 lít luôn. Ha. Thứ hai, tôi không biết thở kiểu gì á, mà mở thử coi nó có bớt không. Bắt đầu thở xong tắt thử coi, tắt thử coi. Thường thường mấy người mà đã thiếu oxy là người ta thở còn mười mấy tiếng, hoặc là 3, 4, 5, 6 ngày đó. Ha. Nếu mình thở sớm thì có thể mình ngắn hơn. Cho nên mình thở ít nhất phải 12, 13 tiếng hoặc 24 tiếng, sau đó mình mới giảm dần xuống để mình coi người ta đáp ứng như sao. Thứ hai là mình đã chấp nhận thở oxy thì nó phải có thời gian nó mới hồi phục. Đằng này mình muốn là cai sớm làm sao được ha, có thở oxy là được rồi. À, rồi lúc đó mình sẽ kêu huy động làm sao để mình đưa mình vô bệnh viện. À, liên hệ bây giờ có nhiều cái số lắm, 1022 nhấn phím 3. À, là có những cái tổ chức, những cái bác sĩ mà cái nhóm á, nhóm bác sĩ á, nhưng mà cũng có một số nhóm họ cho thuốc lung tung. Theo tôi nha, tôi biết cái quan niệm của họ làm sao, nhưng mà theo tôi là tôi không thích cho người ta oxy thì đúng, còn thuốc thì nó phải đúng theo hướng dẫn ha. Tại vì thuốc bây giờ nó không có gì mới hết nha, đó là cái đó đó. Nếu trẻ nhỏ bị Covid, Covid xong là khỏe là đi chích ngừa ha, Covid xong sẽ chích ngừa. Tôi kể cho các bạn nghe là có cái người đó mới điện thoại cho tôi, điện thoại hỏi là bác ơi bây giờ em đi chích ngừa được không. Hỏi chích ngừa làm sao, em đi chích ngừa 5 6 trong 1 các bác. Nó trời ơi, dịch bệnh mình lo cái gì mà đi chích. Nó không, nhà em bệnh hết rồi mà khỏe re đâu, đứa nhỏ đó, em thấy nó cũng chả có bị hết, em giờ em cứ khỏe rồi. Thì mấy người đó là đi chích là ngon rồi đúng không, tại vì người ta chỉ cần mang khẩu trang người ta đi thôi ha, khả năng mắc lại đâu có đâu. Thành ra hết bệnh thì lo đi chích ha, em bé nó tươi là đi chích được. Cái việc mà mình có thai, có câu là coi giờ có thai á thì có nên đi chích hay không ha. Cái đó thai bao nhiêu là mình phải hỏi cái người 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 cái người mà khám thai, bệnh viện khám thai cho mình nha, chứ mình đừng có tự quyết.
Theo tôi là nên chích ngừa càng sớm càng tốt. Người đi cách ly về còn dương tính ha. Người đi cách ly về nếu mà cái CT nó còn á, nó phải trên 33 đó thì nó mới không lây. 34 trở lên mới không lây nha, chứ còn dưới là lây. Cho nên cái người cách ly về người ta khuyên phải ở riêng, là phải phải tạm tạm cách ly thêm là mà là cái gì? Là 14 ngày đó. Thành phố về quê xét nghiệm âm tính thì mình cứ theo 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 thành phố thôi. Thường thường thành phố về quê người ta tính là ngày thứ 15 thôi, tôi nghĩ là ngày thứ 15 là đủ rồi, ngoại trừ trường hợp mình bị lây trong khu cách ly thôi. Nếu người nhà bị Covid trong nhà trọ từng phòng thì mọi người, tôi chưa hiểu lắm, cho nó nhanh nhanh với người ta. Bây giờ đó mình đừng có suy nghĩ là cái nhà đó người ta đi đi ra ngoài ta hết bệnh rồi thì bao giờ nó mới hết virus, mình lo mình dọn chứ, đúng không? Mình lo mình dọn chứ, có nghĩa là mình mở cửa thông thoáng hay sao đó, mình xịt, mình mang khẩu trang kỹ, mình xịt hết cái đó cho mình, để mình dễ dành khoảng, để cái đó khoảng 15 phút hay là 30 phút xong mình vô mình lau lại. Chứ mình không có thể là nói bây giờ chừng nào nó chết hết virus thì mình vô mình ở được, mình phải dọn dẹp. Chích ngừa người ta phát thuốc về không có uống nha, khi nào sốt mới uống. Uống làm gì, chích ngừa về đâu có gì đâu mà uống, khi nào có bị mới uống chứ. Nhận đồ từ bên ngoài về thì muốn xịt cồn, muốn lau gì đó thì lau, nhưng mà quan trọng là cái tay mình á, cái tay mình á, mình có thể xịt phơi nắng xong mình nữa. Gia đình con test F0 mua azithromycin, acitin, eucalyptin, mấy cái này á là nó chỉ là họ giảm ho với lại lông đàm thôi nha. Cái quan trọng nhất là thuốc sốt mà lại không mua. Tại vì đầu tiên là nó sốt, sốt nó khó chịu lắm, nên uống thuốc đúng mới uống ha. Công văn khẩn của Bộ Y tế về việc ưu tiên tiêm cho bầu thì các tỉnh đồng loạt thực hiện không bác? Cái này nếu mình ở tỉnh mình nên hỏi cái bệnh viện sản nhi á. Uống được thuốc phục hồi đông trùng hạ thảo hay nhân sâm? Ủa mà mình chích ngừa mình uống chi trước khi chích ngừa? Không 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 cần, cái này mình hồi xưa giờ mình uống thì mình uống ha, chứ không có liên quan gì tới chích ngừa hay là bị bệnh đó đó. Nồng độ virus dưới 30 thì hồi nãy tôi nói rồi nha, từ 20 tới 30 là trung bình, dưới 20 là thấp, là có nghĩa là nhiều virus đó, cái số nó thấp á, còn trên 30 là nó ít virus. F0 hay bị sốt lạnh rét run tầm 1 giờ sáng đến 4 giờ tối, 1 giờ tối 4 giờ. À thường thường á, thường thường người ta bệnh hay ta hốt buổi tối lắm ha, là do buổi tối mình không có nạp đủ nước ha, mình không có nạp đủ nước thành ra mình phải uống thuốc nha, uống nước nhiều lên. Và nếu mình hay hay sốt như vậy đó thì có thể mình uống trước đó ha, khoảng chừng 12 giờ rưỡi mình lo mình uống thử coi coi trong đêm nó có sốt không, chứ còn sốt mình ngủ không có được ha. Hoặc là mình sốt là mình sốt là mình uống liền. SpO2 đó mà dưới 94 là phải đi nha, đằng này dưới 90 là nhiều lắm rồi à, lúc đó mình phải lo mình nằm sấp rồi mình hập thở đó, chứ không mà mình để nó xuống lâu quá là nó không lên nổi. Vaccine thường thường á, có câu hỏi là tiêm vaccine mà 13 ngày là thường thường khoảng 10 ngày nó bắt đầu lên, ngóc miễn dịch lên ha, tới 14 ngày là tương đối ha, nhưng mà tùy người, có người không ha, nhưng mà thường thường hai mũi á, là đa số là người ta có hết, và một mũi á, thì cũng có người bị nhẹ lắm.
Em thấy trong người khỏe mạnh, không triệu chứng ho, đau đầu, sớp, mệt mỏi, vị giác, khứu giác có lại. Nhưng em thấy chỉ số CT là 16, 18,56. Đó, thấy chưa? Đó. Cái CT nó bao nhiêu không quan trọng bằng cái triệu chứng của mình. Nha. Nó CT 18 là bây giờ nó nhiều lắm. Tại tôi đã nói rồi, bây giờ là cái virus trong họng mình nó nhiều lắm, nó mới lây dữ chứ. Cái người CT thấp là thường thường nó lây dữ lắm. À, thành ra nhiều khi cái người đó mà ở nhà thôi là một ngày thôi là nó phát virus ra là lây cả nhà luôn đó. À, thành ra mình cứ uống thuốc thôi, khi mình có sốt có đau đầu thôi. À, người trẻ thì nó là như vậy. Xuất viện được 20 ngày, xuất viện được 20 ngày thì thường thường là người ta kêu mình khoảng chừng 14 ngày á, là mình có thể gia nhập được rồi. À, còn nếu mình kỹ thì mình mang thêm khẩu trang 7 ngày nữa. Chồng con đi công ty 11 ngày về, cách ly người ta 11 ngày nhưng y tế vào test vẫn còn dương tính. Có thể là cái người đó là bệnh mà không có triệu chứng thôi, có gì đâu. Vấn đề dương tính là nó bao nhiêu. Nha. Vấn đề nó dương tính là bao nhiêu. Đó. Mà dương tính thì mình phải coi bao nhiêu mình mới biết được. Mà khi người ta nói mình dương tính nghĩa là mình cái khả năng mình có cực. Không biểu hiện gì thì kệ nó. Kệ nó, đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt. Tại vì có những người người ta hết lâu rồi. Cả nửa tháng, một tháng luôn á. Mà người ta cứ còn nhúc nhích hoài trong họng á. Ít, ít 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 có hoài đó, cứ nó cứ cứ tại vì cái cơ thể của mình nó đẩy virus ra từ từ mà, ha, đẩy virus ra từ từ mà, thành ra từ từ nó hết thì thôi. Đặc biệt là không có triệu chứng, có nhiều người á đi về rồi nha, khỏe re, cái tự nhiên test ra dương tính, cái tự nhiên nó mệt, đó là tâm lý còn gì nữa. Cái câu mà mang thai 33 tuần á, thì tùy ha, mình nên liên lạc mình điện tử vũ để coi mình như thế nào. 7 ngày rồi mất mùi, test lại dương tính thì cứ ở nhà chờ. Ăn nóng, uống nóng, tắm nóng, ngủ nóng. Ăn nóng á thì mình dễ chịu thì mình ăn, mình không có đồ nóng mình ăn nguội. Uống nước ấm mà mình khó chịu mình không uống, mình cứ uống nước thường. Như tôi là tôi uống nước nóng không được, tôi uống nước ấm ấm cũng không được, tôi uống nước lạnh. Mà thứ hai là mùa nóng mà mình đi tắm nóng. Để làm cái gì, đúng không? Mùa nóng mà tắm nước thường thôi. Còn có những người có thói quen lúc nào mà ta cũng tắm nước nóng thì người ta cứ tắm nước nóng. Cái đó là thuộc về thói quen chứ còn không phải là tắm nóng là nó, tắm nóng là nó con virus nó chết đâu, con virus nó nằm ở trong họng mình mà, làm sao mình tắm nóng ngoài được. Còn virus mà mình nó bám trên người mình thì ăn thua gì, làm sao mà ở đâu mà nó bám trong da mình được. Mà tắm có ai mà tắm mà không 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 mà tắm, mà tắm trên da chứ, mà tắm nước nóng virus đâu mà tắm, nó nằm trên da đúng không? Còn đi ra ngoài thì nó sẽ lây cho mình theo cái gì, theo đường hô hấp mà mình hít vô mà. Tắm nóng cái gì, tắm mà có cái gì trong đó đâu, ngoại trừ trường hợp là người ta đi chui vô rồi mình chui vô mình hít cho mình bị, chứ không phải là nhờ mình tắm nóng mà nó không bị. Thứ hai là ngủ nóng là còn điên nữa, trời ơi, ngủ nóng sao ngủ nổi. À, tôi không thích là hành mình khi mình ngủ. À, tôi thấy rất là nhiều người khổ dữ sợ luôn á, hãy bệnh một cái là tắt máy lạnh luôn, vậy làm sao mà được. Còn ở trong khu cách ly tiện ở đâu người ta mở máy lạnh cho mình nằm cho đã, đúng không? Khu cách ly là người ta cần phải mở cửa ra cho nó thông thoáng, mà vừa mở cửa mà mở máy lạnh nó có điên điện đâu mà chịu nổi. Còn mình ở nhà thì mình cái phòng mình nó vừa đủ thì mình cứ mở ta 26-27 độ mà ngủ cho nó sướng, chứ hơi đâu mà ngủ nóng. Cái này tôi biết có cái clip nó ăn nóng ngủ uống nóng, tắm nóng ngủ nóng, ngủ nóng là bị mát rồi. Mẹ con hết Covid 70 tuổi, bệnh nền nhiều, giờ về nhà cứ cứ than đau khóc hoài mà bệnh viện không cho nằm, nhà có máy oxy, có thuốc giảm đau. Thứ nhất á, có một số người lớn hoặc là số người trung niên
cũng có một số người rất là trẻ, khâu khi bệnh rất là hoảng loạn, rất là hoảng loạn, hoảng loạn một cách kinh khủng, nó gọi là cơn hoảng loạn của người bị trầm cảm á. Thành ra lạc than khóc mệt thì đau tùm lum hết. Thì cái đó, cái người này á, cái người mẹ 70 tuổi này đó là nên đo SpO2 đưa cho bà coi nha. Đây nè, mở sách ra đây nè, cái số này nè là cái số bình thường nè, cho nên cái phổi của bà không bị gì hết ha, không bị gì hết. Còn người ta cho mình về nghĩa là người ta đã làm xét nghiệm rồi, thậm chí lúc mình bệnh có thể người ta chụp hình phổi luôn rồi, người ta chứng minh là hết rồi, người ta cho mình về chứ làm sao người ta cho mình về được, chứ còn mình nằm trong đó làm gì. Nằm trong đó môi trường bệnh viện á, nó rất là nhiều vi vi khuẩn khác, người ta mới cho mình về á. Còn đau hồi xưa thì mình đau cái gì đó thì mình uống cái đó á. Người lớn là đau nhiều lắm, đau xương đau khớp thì mình có cái thuốc gì ở nhà mình uống, còn nếu không là phải mua á. Còn nhà có máy oxy mà không thiếu thở làm gì á, không thiếu thở làm gì. F0 mà có triệu chứng tai biến á thì có khả năng là nó trùng hợp. Thí dụ cái tuổi của người ta là cái tuổi đó là bị tai biến. Chứ còn trường hợp mà nó F0 mà tai biến mà do mạch máu đồ này kia hiếm lắm. Hiếm lắm, nó phải bị nhiều lắm chứ không phải là nó bị đơn giản mà có một hai cái mạch máu mà tai biến kiểu mà liệt nửa người đâu, thường nó do trùng hợp á. Còn tai biến thì mình cứ chữa như bình thường thôi. Có nhiều người hết bệnh xong rồi mới tai biến. Mà tai biến thì người ta tai biến có nhiều lý do lắm. Người lớn là phải 5 tới 10, có người nói là S dưới 95 thì tập thở là đúng á. Nhưng mà người lớn là phải từ 5, 7, 10, 15 lít, chứ đừng có 2 lít, 2 lít là cái ngứa. Bác ơi, con bị Covid 8 ngày rồi, con thấy khỏe nhưng trong người chỉ còn hơi có đàm thôi. 8 ngày mình có thử được rồi ha. Nhưng mà thử mà thấy nó đậm lợt thì kệ mồ nó nha, hễ mà nó lợt nhách nó bay luôn á thì mừng, còn nó hơi lợt lợt là cũng bình thường ha, hoặc nó còn đậm đậm là cũng bình thường. Tại vì có người như vậy, cái nồng độ virus trong người mình á, cái mình phết ở đây nè, nó không liên quan tới cái mình bớt bệnh đâu nha. Tại vì ngày bớt thì nó khi nào nó hết hẳn rồi mới mình chứng minh được, còn nó bớt bớt chút chút thì kệ mồ nó, miễn sao mà cái tổng trạng của mình hay cái triệu chứng của mình nó không thấy gì hết thì được rồi. Cái này nói rồi nha, ai mà nồng độ oxy mà dưới 94 á là phải lo mà thở, phải lo tập thở, phải lo liên hệ y tế, phải lo thở oxy. Công ty mấy ngày nay chích một mũi Astra ở thành phố Bình Chánh, ở thành phố phường Bình Chánh rồi nghỉ đã được 8 tuần rồi, bây giờ Bình Dương chích mũi 2. Được chứ, miễn sao hai cái mũi của mình cách nhau 4 tới 12 tuần được rồi, chứ đâu có cần mà chích chỗ này chỗ kia. Và tất cả cái mũi nó giống nhau nha. Astra là cái mũi giống nhau, mấy cái mũi mũi 2 nó giống mũi 1 lắm. Có bầu thì chích đi, có bầu 35 tuần 3 nè. 35 tuần chích đi. Mẹ F0, ba F1. Chăm sóc bé 1 tháng 20 ngày được không? Dĩ nhiên được rồi. Nha, tại F1 thì có thể chăm F1. Còn F0 thì chăm F0. À, nhà càng nhiều, nhà hết F0, tất cả F0 hết thì chăm nhau, không cần phải tách làm gì, nhưng mà có một F1 phải tách ra. Đặc biệt là cái F1 đó đó là cái người lớn. À, tại sợ nhất là cho người lớn thôi. Chứ còn tôi thấy con nít thì chả thù gì nữa. Cái câu này trả lời rồi. Có người nhà F0 nên bác cho vào nhóm F0. F0 thì các bạn cứ đăng ký thôi. Cái nhóm F0 bây giờ tới hai mấy ngàn người. Nhóm Zalo thì tôi không đếm, nhưng mà cái nhóm Facebook nó tới hai mấy ngàn người. Nhưng mà trong đó có nhiều người cũng xấu tính lắm. Đó. Vô đó thì hù dọa người ta.
vô đó đưa ra những cái phương pháp mà nó không có rõ ràng. Đấy, phương pháp không rõ ràng. Thì tôi thì các bạn biết là tôi rất là bận, lâu lâu tôi mới xẹt vô thôi. Rất may mắn là trong đó có nhiều người hết rồi, và cũng có bác sĩ trong đó, họ tự hướng dẫn nhau, nâng đỡ nhau để mà mau hết bệnh. Đấy. Nhưng mà có người vô dọa không à, thiên hạ sẽ cũng lạ thiệt. Nè, rồi đưa có những cái phương pháp mà nó không rõ ràng, rồi bán buôn cái gì đó tôi không biết. Nè, nhưng mà không nên, tại cái, bây giờ cái tình hình nó khó khăn lắm, mình giúp được ai mình giúp, đừng cái dọa. Chích mùa dại à, chích ngừa dại thì cứ chích vô Covid đi nha. Cháu rửa mũi và súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày có chữa được bệnh, phòng được bệnh không? Súc hay rửa gì nó cũng một phần thôi ha, nó một phần thôi. Tại vì sao, con virus mình làm gì nó trong cổ họng mình thôi à, chỉ còn nó nằm trong tế bào mình không có làm gì được hết. Trong họng mình á thì nó có ở đó, nhưng mà nó cứ tiết ra ngoài, có nghĩa là trong khi mà virus nó vô cái họng mình nè ha, đa số là nó tấn công vô mấy cái tế bào trong cái vùng họng mình á, nó cứ nhân lên trong mấy tế bào đó, xong bắt đầu cái máu của mình á nó quy động tới để giữ nó lại không cho nó nhân lên nữa, thì cái cuộc chiến đó là thăng bằng nhau. Và khi nó nhân lên xong là nó phóng ra ngoài, nó phóng ra ngoài trong nước miếng á, trong cái dịch ở ở cái vùng họng á, để nó bắn ra ngoài tiếp, nó nhảy vô người khác để nó nhân dòng nhân giống nó lên ha. Cho nên mình có xúc là xúc cái chỗ đó là nó hết cái chỗ đó thôi, nhưng mà trong tế bào mình nó vẫn còn, nó cứ nhân lên trong tế bào nó phóng ra mình không thể nào mà cứ xúc hoài, mà xúc thì nó chỉ sạch chỗ đó thôi chứ trong tế bào nó đâu sạch được. Trong tế bào nó chỉ là nhờ cái sức đề kháng của mình hoặc là mình có chích ngừa ha, chứ còn mình xúc thường thường theo tôi thì ngày 3 lần được rồi, đừng có làm nhiều quá. 4 người test dương, 3 người không ho, 1 người ho. Không phải đâu, chưa đâu, chưa phải, không phải vậy, không phải vậy. 3 người không ho, 1 người ho thì có thể là vài bữa cái người 3 người kia mới ho, chứ đâu phải là mình thấy người ta chưa ho là người ta khỏe hơn, không phải. Quan trọng là hết bệnh rồi thôi à, chứ còn mình đừng có suy nghĩ ông này sao ông ho ít, ông kia ho nhiều, ông này do là cái cơ thể của mình á nó thích tống ra cỡ nào nó tống ra. F0 10 ngày lại bị khô họng, khô miệng. À, môi dính. À, cái này thường thường á là do mình uống thuốc nhiều quá, có khả năng mình uống thuốc nhiều quá họ nó khô họng khô miệng cái nè. Cho nên bây giờ mình ăn mấy cái loại mà thí dụ như mình ăn cái loại sữa chua mát mát á, nó sẽ bớt đi ha, rồi mình ăn rau trái cây tươi rồi nhiều lên ha, thì nó từ từ nó hết. Chứ còn cái con Covid á, cái con Covid đó đó nó cũng làm khô môi khô họng ha, thường thường là do mình uống ít nước, là mình bệnh mình uống thuốc nhiều quá ha, người mình nó nóng đó, mình ăn uống đồ mát đồ vô ha, ngậm mấy cái sữa mát mát nó ra ua gì đó. Bà bầu mắc Covid tự cách ly trong nhà thì cần dùng thuốc gì? Người có bầu có thai đó thì cũng giống như người bình thường thôi, nhưng mà nó uống tham khảo ý kiến của bác sĩ. Và thường thường tôi biết kháng sinh đó là azithromycin đó, là xài được cho phụ nữ mang thai đó, nhưng mà cái đó phải cần mới uống nha. Còn cái paracetamol hay là ibuprofen đó thì có thai uống được. Cho hỏi đo được 99 và cái gì 60 mạch đó, hả? À, bây giờ vậy nè, khi mình đo cái SpO2 đó đó ha, thì nó thể hiện ra 2 con số. À, con số là thứ nhất á, là con số hình như cái màu vàng vàng á, à, là nó có chữ phần trăm ở trên á, à, phần trăm dành cho phần trăm á, là cái đó là SpO2. À, còn cái số khác á, là cái số mạch á, à, mà số mạch thường thường nó không chính xác lắm, à, nó cũng có chính xác nhưng mà không chính xác lắm. Và thường thường á, nhiều người thấy mạch trên trăm thì mà hoảng hết rồi, hoảng rồi, tự nhiên sao thường mạch nhau quá rồi, nó không mệt thì thôi, à, mà nhiều khi mình thấy rồi cái mình mệt. Đừng có để ý số mạch làm gì, ngoại trừ nó trên 100 hay là nó dưới 50 á thì mình mới lo ha, có nhiều khi nó lên tới 120 mình mới lo, tại cái mạch là nó tùy người ha, đặc biệt là lúc mình sốt là mạch mình nó nhanh lên
Đó, thành ra coi cái số trên thôi, đừng có suy nghĩ nhiều về cái số dưới. Tôi thấy có nhiều người số trên vậy mà thấy số dưới tám mấy sao nó cực kỳ quá, mệt quá. À, thì từ từ, tại mình sốt là mạch nó nhanh lên. À, đo được 99 thì tốt đó chứ. Rồi, chồng con dương tính 20 hôm. Nhưng giờ đi xét nghiệm âm tính nhưng mà đêm thì không ngủ được. Đó là do bị stress á. Bị stress á. Tại vì con virus nó đi ra khỏi người mình nó đâu có làm cái gì trong người mình đâu. Đó. Nó là con corona mà thật sự là con corona với việc với con người nó nhiều lắm. Mình cảm lạnh nó bị nhiều lắm. Thường thường mấy người đó bị stress. Mà không phải đàn ông là không stress đâu nha. Tôi thấy có cảnh là nằm lăn lộn tùm lum la, thần kinh cũng yếu lắm chứ không phải là phụ nữ mới stress đâu. À, thì bây giờ phải tập thở. À, hồi trước giờ xích cái gì thì coi cái đó. À, đừng có làm việc căng thẳng quá, đặc biệt là không đọc báo về Covid nữa. Mình đã dương tính, mình hết bệnh sang âm tính, nghĩa là mình không còn sợ Covid nữa, không còn sợ Covid nữa thì việc gì mình phải đi nghiên cứu Covid nó là cái gì. Ha, việc gì mà phải đi nghiên cứu coi Covid là cái gì. Tại vì mình đâu còn sợ Covid nữa đâu, mình đã bị rồi mà. Ha, có nhiều người suy nghĩ lung tung lắm, mà bây giờ không biết em có bị lại không? Không biết là em về em chăm sóc người bị bệnh em có bị lại không? Không có. Cho tới hiện nay cái tỷ lệ bị lại là cái người quá 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 sức đặc biệt. Ha, thành ra cái người mà 20 hôm rồi mà không ngủ được là bị stress rồi. Ha, có thể mình uống thuốc ngủ, cái loại thảo dược. Ha, hoặc là mình gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên về tâm thần kinh á. Người ta thư giãn, người ta nói chuyện với mình, hoặc mình coi về tâm lý, á, rồi sách tâm lý rồi này kia, rồi mình coi về kịch hài gì đó, á, mấy clip hài nó mở ra coi, chứ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Và đặc biệt là lúc đó mình đo SpO2 vô, rồi ngón tay mình chứng minh là mình không có thiếu oxy, thì không suy nghĩ gì nữa. Sau khi khỏi bệnh thì uống thuốc gì để phục hồi cơ thể? Uống thuốc bổ chứ uống gì vậy? Có người cũng lạ lắm nha, có người hỏi tôi là ủa em bây giờ em hết bệnh em ăn yến được không? Em người ta đồn nó ăn yến là nó nguy hiểm lắm. Trời đất ơi, ăn có thì ăn chứ, sợ không có tiền mà ăn yến thôi, chứ có thì lo mà ăn, người ta tẩm bổ lại mà. Có người hỏi ăn thịt bò được không? Người hỏi ăn yến được không? Người hỏi là bây giờ người ta cho cái lọ thuốc bổ uống được không? Người ta cho những cái thuốc bổ đông y đúng không? Không, cái đó uống được hết chứ, nó phục hồi sức khỏe mà mình lo mình uống chứ. Thường thường thì mình cũng uống thuốc bổ đa sinh tố, vitamin C, B complex gì đó mình uống vô thì nó cũng được ha, nhưng mà đừng uống tối ngủ cũng được. Một tuần test ra tuần thứ hai âm tính, cơ thể bình thường nhưng mà mất khứu giác. Cái này tôi cũng nói nhiều rồi nha, mất khứu giác là mừng á, mất khứu giác là bắt đầu nó hết rồi đó. Cái smartphone tải app SpO2 về đo tạm cũng tương đối chính xác, nhưng mà tôi biết tôi coi tôi đo rồi, tôi lấy tôi đo rồi, tôi thấy cái đó khó lắm, người nào lanh lắm mới đo được cái đó ha, mà nhiều khi ấn ấn vô nó không nổi lên á, lúc đó lại hoảng nữa. Ủa sao của mình không có nổi gì hết, tại vì cái đó nó phải cái độ nhạy nó khác, cho nên thôi đi mua tra một cái cặp vậy rồi ha, mai mốt hết bệnh hết dịch thì cho con nít nó chơi đồ chơi cũng được, tại nó không có mắc mắc lắm, nó cũng không phải là khó mua lắm, mà cái đó cũng không hút hàng lắm nữa. Đó. Tôi thấy mỗi nhà nên có một cái huyết áp. Đó. Tại nhiều khi mình cần mình đo, có nhiều người nói bây giờ đi đo huyết áp để đo để chích ngừa không có. Đó. Dị ứng với thuốc ibuprofen chích ngừa được không? Một đứa nhỏ mới đẻ ra chích một mũi thuốc lao bị sốc thở không nổi, thở máy 10 ngày sống dậy, nó vẫn chích vaccine khác, nó vẫn chích vaccine 5 6 trong 1, thì cái dị ứng của mình là cái đinh gì, đúng chưa? Tôi kể đó, một đứa nhỏ đó đó ho nhiều thì mình dùng thuốc ho thôi nha.
Không có túi mật có liên quan là chích ngừa, chích bình thường thôi. Ngứa họng tức ngực, điều trị cách ly 14 ngày nhưng vẫn còn thấy ngứa họng, mắc ho tức ngực, thì mình cái đó mình cứ đo SpO2 thôi nha. Mà mình thấy SpO2 của mình bình thường á thì mình không lo gì hết. Âm tính mà về nhà thì người ta khuyên mình thêm 14 ngày nữa ha. Uống vitamin D dạng sủi, sáng thì uống được thôi ha. Đặc biệt mùa này là không được đi ra ngoài đường đó, là nó hay thiếu vitamin D lắm. Thuốc ức chế miễn dịch liều thấp uống bình thường khi bị virus không? Không, nếu mà mình cần cái đó thì mình uống. Ha, thí dụ mấy người mà đang bị thận hư hay là bị khớp mà miễn dịch đó, người ta cho uống thì mình cứ uống. Theo tôi thì có cái gì muốn thuốc đó ha, phường người ta phát mình cũng phải hỏi lại. Dị ứng thì nói rồi. Test nhanh 2 lần âm tính mà sau 7 ngày là tương đối chính xác á. Ho nhiều uống Rospan được, mình uống cái loại siro thảo dược thì được. Có bầu á. Xong tập thể dục đầy đủ, uống C mỗi ngày, xúc nước muối mà vẫn dương. Từ từ nó mới hết. Nồng độ bao nhiêu không quan trọng, miễn sao mình khỏe được rồi. Có người vậy đó. Địa long dung đất không, không thể chữa được Covid đâu. Nếu mà chữa được Covid là cái này nó bán sạch bách luôn á. À, nước ngoài nó qua nó hút hết địa long của mình luôn á, nếu mà nó chữa được Covid. Cho nên nó chỉ có phụ là thêm cái gì đó thôi. Paracetamol thì cần thì uống được ha, có thai thì phải uống chứ, còn nó đau quá làm sao mình không uống không được. F0 sau 17 ngày âm tính cách ly gia đình, mới 3 ngày về tiếp xúc với con. Theo tôi thì cũng mình nên cách ly mà thêm 10 ngày 14 ngày nữa. Còn nếu mà nó âm tính thiệt luôn á, âm tính không còn cái gì á, thì mình có thể mang khẩu trang 7 ngày nữa. Dị ứng hồi nãy nói rồi ha. Mất khứu giác cũng nói rồi. Cái người nào mà chưa làm xét nghiệm thì mình chích ngừa được nha. Còn mà mình làm xét nghiệm mà dương là đừng có chích. Rồi, nói chung là cũng không có gì đặc biệt ha. Còn cái mà giảm tiểu cầu á, giảm tiểu cầu là nếu tiểu cầu dưới 100 ngàn là mình nên chích tại bệnh viện. Dưới 100 ngàn á, còn bình thường không có gì. Nói tóm lại là chúng ta đừng có xài thuốc lung tung quá. Ha. Khi có triệu chứng gì thì hãy uống triệu chứng đó. Đừng có quá lo sợ khi mà mình không sốt, hoặc là đừng có quá lo sợ mà khi mình cứ hoài sốt hoài nó không chịu xuống ha. Mình động vô, tại vì nó hết sốt mà do chính cơ thể mình á mới chứng minh là mình hết bệnh. Chứ còn nếu mà nó hết sốt do mình uống thuốc thì nó chưa hết bệnh đâu. Cho nên mình đừng có ráng uống thuốc cho nó hết sốt, không phải vậy ha. Mình chỉ uống thuốc sốt khi cái sốt đó làm mình khó chịu thôi, chứ còn cái sốt lên á thì nó cũng ức chế được virus nó phát triển ha. Đó, cho nên nhớ cái đó. Cái thứ hai là ho thì uống thuốc ho, không ho thôi ha. Còn những cái thuốc kháng viêm rồi kháng đông thì hồi nãy tôi nói rồi, khi nào có muốn xài cái đó đó thì cũng nên cái ngày thứ tư trở đi á, rồi phải xin ý kiến của bác sĩ.
Tại vì 4 ngày đầu là cơ thể mình nó đang cần sức đề kháng để nó kèm con virus lại. Thôi vậy đi ha, rồi nói tóm là vậy đi ha. Thôi bữa nay thì chắc nó linh tinh lên tay này được ha. Rồi chào mọi người nha.